Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn buổi sáng nay nha. Chào mấy bạn. Chào mấy bạn luôn. Rồi, lời nói đầu tiên cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Sáng nay tiếp tục hai anh em mình đi thăm lưới gắn tiếp nha cả nhà. Bờ này anh em mình có 2-3 tay vậy hả? Rồi, tay đầu tiên không dính các bạn ơi. Đây là cái tay này phải không, là mình hướng dẫn được phải không? Tay này tay phải không, tay hướng dẫn nè bạn. Thì bờ này có 2-3 tay rồi. Thì để tránh mất thời gian thì anh em mình khi nào có cái nào dính mình hãy bấm máy cho mấy bạn xem nha bạn. Để nhiều khi không có dính xem quậy mấy bạn nhầm chán. Cái nào có dính mình sẽ bấm máy lại cho mấy bạn xem. Thì sắp tới đây anh em mình sẽ ra dạy cái video phát trực tiếp để hướng dẫn những bạn đồng nghiệp nào mới chuẩn bị ra nghề cũng như là mới phải gắn đây biết cách làm lưới nha các bạn. Hướng dẫn tận tình cũng như là cận cảnh cách làm lưới phân ra từng tay nha các bạn. Này lưới này là mình mua lưới ký rồi về mình làm chứ không phải là lưới này làm sẵn mình mua về mình đi dân nha. Rồi thôi, hẹn mấy bạn ở mấy clip đó. Anh em mình đi thăm bẫy gắn rồi, cái nào có dính thì mình bấm máy lại cho mấy bạn xem. Rồi, anh em mình khu vực này cũng có mấy tay nữa rồi. Đây cái ruộng của người ta. Này tay này không dính gắn nước phải không Tâm? Dính hai con rồi luôn cả. Ôi, luôn. Hai con các bạn ơi. Trời ơi, vô nguyên cặp luôn. Đó, tại đó dính con nữa. À, tại này không dính con nữa các bạn, hôm nay vô nguyên cặp luôn rồi nè. Kha kha kha, để mình bấm tạm dừng cái rồi em mình xử lý mình bấm tiếp cho các bạn xem nha. Mình sẽ xử lý nha các bạn. Ồ. Thấy không, bằng nó cắn này, gắn này, cắn gắn kia, ấy cái đuôi chân nha. Cắn lộn nha luôn hả? Ừ. Cắn chứ. Con trên này nhỏ hơn con dưới ha. Nhỏ hơn dưới mà trên nó hung hơn nè. Trên cắn dưới vậy. Mấy gắn kia cắn nó không sao mấy bạn, còn gắn nước này cắn là nó quặt cái nó xay cái là mình bị tét tay nha các bạn, nên gắt kỹ đó chứ gắn nước này nghe thấy nó nhỏ gì đó chứ không phải dễ nha các bạn. Nó cắn nó không chịu buông. Nó cắn là ngậm nó ngoại ngại ngang đó tét thịt chứ. Gắn nước thì lò gắn cũng không có độc nha các bạn. Đây là lò gắn không độc nhưng mà nó cắn. Cắn mình ra máu nè. Cắn nó ngoái cái tét thịt đó. Cúng lên lướt lên người ta. Nên là bắt lần từ con. Bắt lần từ con. Rồi ok. Nên mình sẽ bắt lần từ con nữa. Đây, mình sử dụng lưỡi lam để mình cắt mặt lưới nha các bạn. Các bạn cứ cắt mặt lưới bình thường, mình giăng lại bình thường nữa, không có gì nữa các bạn. Trừ khi nào nó đương nhiều mặt quá mình mới bỏ tay lưới thay tay lưới khác nha. Dính nhiều quá các bạn, như cái tay này dính 3 con rồi mình cũng còn xài được nè, tại nó đương hết. Quậy hoài đứng quậy cho ra mau một chút coi. Quậy cái đuôi nó méo. Con này con nhỏ hơn kia mình hung quá hung này. Méo lại gì là gỡ nó không ra đó các bạn. Thẳng đuôi gỡ mới ra được. Rồi, con đầu tiên nha các bạn. Con đầu tiên nha các bạn. Thì hành trang của anh em mình cũng y như mọi thi nè mấy bạn. Khi. Đó, bữa nay chịu thêm cái túi nữa đừng đâm gắn máu nha các bạn. Như mình đừng gắn hậu hành riêng các bạn ơi. Điện chung nó cắn gắn con hành banh tịnh. Gắn nước này cắn nha các bạn. Mấy gắn kia không cắn, gắn nước này cắn hư gắn hết. Rồi, con đầu tiên. Tiếp tục con thứ hai. Con này bự hơn nha các bạn. Con này chắc cái quá. Nguyên cặp cắn nước. À, chỗ này như thế bắt gắn nước thôi vậy đó. Có nguyên cặp hậu hành chưa thấy chứ cặp gắn nước có rồi, cặp gắn hổ ngựa cũng có rồi, gắn lãi cũng có rồi luôn mà cặp gắn hậu hành chưa thấy nha. Hậu hành là tới đây tới Noel có đó các bạn, đây tới Noel là có được khả năng giúp cặp đó.
Đây tới Noel là có cặp đó. Cỡ này chưa đâu. Nhổ cái đây lên. Rồi, xử lý này. Cái tay chỗ này cũng ngay thế nha, ngay cái cua quẹo nữa. Đó. Dưới đây là cái mương nha. À, đây là góc bờ. Ngay thế lắm. Mấy bạn gì có văn lưới lựa ngay cái bắc dặn đồ á, ngã ba ngã tư rồi mấy bạn chặn là chắc lội. Đó. Mấy bạn chú ý mấy cái đó đó, chứ không phải thấy nhiều anh văn đâu rồi mì ở giữa bờ đó vừa bắt cái đó văn bắt gà gì chứ bắt rắn gì. Rắn nó đi cặp mé này không, mấy bạn thấy mình văn lưới con khúc khúc đóng cái đầu dưới không không? Mình chỉ đón hướng rắn đi văn thôi chứ mình không có văn từ lưa. Không có văn lưới dài nữa. Dạy hao lứa mình tốn chi phí thêm. Mấy rắn nước này mấy bạn cẩn thận nha, nó hung lắm, bắt nó ra cẩn thận. Nó mặc dù nó không có độc nhưng mà nó cắn mình ra máu, cắn tét tài hết chưa. Mấy rắn kia cắn buồn, như rắn này cắn nó xay ngang cái tét liền mắc mai vậy. Bữa gà ba đi bắn rắn cho bà bắn rắn, ba thằng kia đem rắn ký mấy rồi bà thập tài vô bỏ gáy gáy nó ngoài một cái tét một đường mất đi mai thôi. Mỉa mặn ui. Đây, con này to hơn con nãy nha bạn. To hơn nữa bạn. Đây. Quá đã. Rồi, một cặp. Mới vô tại này cũng mới có tại thứ hai thứ ba gì không các bạn, thứ ba thứ tư gì. Như ba tay thì cũng tại. Vô một cặp rồi. Cái luồng trên này ưng ý thiệt chứ. Luồng đây luồng mới, làm cửa này mới cử thứ tư nha các bạn. Ừ. Bắt ra đâu gần 20 con rắn rồi đó mấy bạn. Nói chung là anh em mình sử dụng lưới này là 7 rắn là rắn từ 250 300 gram trở lên không nha mấy bạn. Không có rắn nhỏ nha. Nên là vì vậy cái nguồn rắn nó cũng còn chứ không có tăng diệt nha mấy bạn. Trừ khi nào mình xài lưới dày bắt rắn nhỏ mới tăng diệt, còn này anh em mình chỉ bắt rắn bự thôi. Chứ rắn nhỏ không có bắt. Nhỏ cho nó lọt nghe, quan năm bắt nữa các bạn ơi. Ừ. Nói chung là anh em mình cũng còn cái hậu bị đi, sau này còn làm dài dài chứ năm hai năm nữa, chứ đâu phải làm rồi nghỉ luôn nên là không có tặng việc nữa. Đây là mình văn cũng mấy năm nhưng mà cũng lâu rồi đó. Ừ, em mình đã làm mấy năm rồi nha. Mấy năm nay mấy bạn thấy còn hơi ít đó, mấy năm trước mấy bạn thấy mê luôn. Mấy năm trước tại quẹo không nổi á, mình công chuyện mình nhiều á, với do trục chặt vì lý do sức khỏe của mình nên là mình không có làm kênh YouTube nên là em mình nó dần mấy năm mà mình không có quay lại, không có làm YouTube. Rồi anh em mình đi thăm bẫy tiếp nha cả nhà. Khu vực bờ sài này mình có con tay nha các bạn. Tiếng trên đây tiếng đây em mình nó cũng ưng ý lắm. Ồ, con hành nó ăn ơi, con hành chết ta trời. Trời ơi. Thánh thần nó bự rồi mấy bạn ơi. Quá giặt. Ồ, nó bị xiết cái chân cho con cổ nè. Thánh thần nó bự. Con hành. Con nhìn thấy con hành nè, muốn bằng cổ tay luôn nè. Ôi ơi, nó uổng mấy bạn ơi, nó bị xiết cái chân con cổ rồi. Trời trời, cây chuối mà đưa đuôi ra gãy gãy cây chuối lâu vô luôn mấy bạn, thấy ghê chưa? Gãy chuối. Quá dữ. Ừ, này tại ngày qua mình bỏ ăn cử nè nghe các bạn. Ngày qua mình đi cách ngày nè nên nó dính ngày qua nè. Con này là từ cà ký cho lên nghe các bạn. Này hổ nằm hành lâu năm mà. Bự nè. Quá ổn các bạn ơi. Rồi, giờ mình thủ tục là gỡ nó ra thôi các bạn ơi. Tiếc rồi nó cũng chết rồi. Tiếc gì tiếc. Kẹt ngang cái đầu đó. Ừ. Nó dãy dữ lắm, dãy mà. Mới biết mô hình nó uống rồi các bạn ơi. Con này thằng ngày qua còn dính được, còn sống. À, ngày mình xử lý nha các bạn, mình bấm tạm dừng máy đây nghe, quá uống rồi. Mới biết mô hình nó bự rồi. Con này cá ký à. Cổ tay. Quá giặt đã bị ẩm sát. Vực này mình có hai tay mấy bạn ơi.
con tay con dính này. Đây, thế dần gì nè nha bạn. Bạn thấy ngon không? Bộ chuối nè. Đi đó mé nước nè. Đó. Mình dần sát mé vậy nè. Đó, nè mình đi thăm tài trước rồi, nó có dính nữa kêu mình. Mình ngồi đây đợi nó, lâu vô xa luôn. Nhắn quá. Gịch này em mình có con tay nữa. Đây, lụm. Coi coi coi. Nó hàng cái gì vậy? Nước dính sát đầu viên nè. Sơ ý ta này là nhìn không thấy luôn đó. Ừ, thấy nó dụng đây. Dính sát gốc đây nè các bạn ơi. Gắn ngon quá các bạn ơi. Ồ. Qua đây nè, hai dễ quay. Nước nè các bạn ơi. Sát gốc. Ôi, ôi, vàng éo. Đã không mấy bạn? Con này to nghe bạn, con này cả nửa ký lận à. Rồi, thôi mình xử lý nó mấy bạn ơi. Con này như con thứ tư phải không? Ừ, thứ tư rồi. Mấy giờ. Tay mà 4 con nữa mấy bạn thấy. Nè, thành quả nãy giờ được 2 em nước, bữa nay làm gì nước quá mấy bạn. Còn con em Hạnh thì chết bà. Lão quái vật đã quy tiên. Công tác xử lý quen thuộc. Trời trời nó ấy tát thịt luôn trời. Nó mạnh lắm. Ngoài ngoài nó xây chèn lưới. Thấy nó dính sát đầu lưới luôn. Ừ, sát lưới nó khó gỡ lắm. Ngoài nè. Con này khó gỡ một chút nha bạn. Nó chậm mấy bạn thông cảm nha. Táp rồi con này táp đã ngoái là tét thịt nha bạn. Nó không có độc mà nó ngoái mình tét thịt nè. Dính này cũng đỡ dữ. Đó, mình cũng văng ngay ngã ba ngã tư nè, mấy bạn thấy hai bên bờ chéo qua chéo lại không? Mấy bạn bắt văng là văng nó dính chắc là lượng hơn. Chứ đầu bờ đi ra đi vô á, mấy cái bờ đi ra đi vô mấy bạn chặn hai bên hai tay à, cho khổ đi ra đi vô lắm mà. Bờ nào có dính nữa mấy bạn phăng lưới văng vô thêm. Văng vô thêm tay hai tay đó. Con này là gỡ chắc hơi lâu mấy bạn ơi, quá trời nó quấn mình không biết đường cắt luôn. Cắt cái hết tay lưới luôn. Lưới này tay lưới cũng mới dính con này đầu tiên. Mình bấm tạm dừng đây, nào xử lý xong mình bấm lên cho các bạn xem nha các bạn. Để hơi lâu mấy bạn chờ đợi lâu. Thì cũng như tắt như mấy con trước thôi. Cắt từng mặt lấy ra nha các bạn. Tại con này nó quấn quá nhiều. Xử lý nó xong nha các bạn. Này á ha mấy bạn nghe bẹt bẹt. Đấy. Mỗi đàn nó già nó làm ô huế quá. Thôi ơi, nãy giờ con này nó ba con gắn nước rồi. Ừ. Bữa nay chị chúng nghèo ổ gắn nước. Ừ. Gắn nước có giá bằng lấy không ta? Không lấy không? Gắn nước này gắn bự bằng giá ngãi vô ngựa. Là quê mình đó nghe các bạn, cũng tùy theo dùng nha các bạn, chứ không phải dùng nào như nấy, còn gắn nước nhỏ là rẻ hơn. Gắn nước này bự rồi, mấy con này bằng giá gắn lãi với hổ ngựa. Nãy hổ hành đừng chết đưa vô một cái nữa thôi luôn. Ừ. Trắng bành hổ hành luôn. Có đem túi ra mắng máu nè, bỏ nó túi mắng máu vậy nè. Sợ rồi nè. Cử gầu dính đó mấy bạn, cử gầu dính hổ hành nó dễ cắn tét lưng hổ hành chân bạn. Nè, hổ hành nè mấy bạn thấy đã ghê chưa? Quá tiếc kìa bạn. Phe mấy bạn chơi vậy thôi chứ dở chết rồi. Rồi, em mình xử lý tay lưới này lại văng lại mấy bạn ơi. Lưới này cũng quá trời cắt lỗ bự rồi. Hơn chuột cắn. Nó quậy nè. Xây tầm lum. Bờ này em mình nó có văng hai tay hay ba tay? Hai ba tay mà mấy bạn nhớ cái bờ này mà có ớt nó cuốn mình tay dính hổ hành thôi mấy bạn. Đúng rồi. Bạn nào có xem clip anh em bình thường đó thì bạn nhớ cái bờ này của câu ớt nó lửng tay mấy bạn ơi. Tay lưới mình. Quá giật hổ hành con này, quá giật gắn lãi nha các bạn. Cái chai gắn lãi này cũng to, bạn gắn lãi này cả 400 giật nữa chứ. Trời ơi, gắn mới dính. Gắn này ngoài đi vô. Nhìn coi nó đâu đi ra để mình biết đường ở ngoài đi vô. Bên bờ đó đi qua đó. Đây, bạn thấy gắn không? Gắn còn đẹp lắm nha các bạn. Đây mấy bạn thấy tay lưới đơn giản nè, từ đây đây nè. Thì mình cũng chỉ mấy bạn hay gắn ngay cái bờ nè, mấy bạn thấy bờ không? Đây ruộng. Bên đó cũng ruộng, mình bên đây hơi có cỏ lại gai gì thì mình cứ bắt từ mé nước này mình gắn cái sẹt lên đây, tay này sáu tấc này mấy bạn. Đó, đơn giản vậy thôi đó, cái đại dưới đại trên đó mấy bạn thấy rõ đó không? Đó. Rồi, xử lý nó đi tâm. Bây giờ cũng con này nó con thứ 5 rồi. Tranh thủ tại mình trễ quá cái nó chết ủng rồi.
nắng lên quá nè, sợ mấy con thâm sâu nó hóc quá mấy chị nè. Trời nắng nó chết, còn trời mưa như hồi đó có mưa mấy con mới dính không bao giờ đừng chết nó nổi. Có trời nắng đó. Công tác quen thuộc là xử lý nó như là con này còn đẹp, con này dính mấy mấy mặt. Bờ này mới vô tay đầu tiên lụm mà, mấy tay sau chắc không dính đâu. Tay đầu tiên chặn mẹ nó kìa. Sợ ở trong đi ra. Tay nó có dính bằng cái con hành. Sợ trong đi ra. Bờ này có con hành á, bờ này bờ cao, xung quanh đây thấp nó cao, có con hành. Rắn còn đẹp, rắn mới dính. Này chưa quậy được gì hết, chăn lưới. Rồi, con thứ 5 nha cả nhà. Ê, để chung được không? Cho qua túi này đi. Ừ. Chung với mấy nước cắn nó không? Mấy ông đó cho ông ở riêng, ông đi nó, ông không giữ. Nó với nó nhau mà nó còn cắn nữa, nó chi là khác lội. Trời này mạnh mà. Mình kỹ tay mình chẳng mà nó không buông. Đấy, con thứ 5 nha. Phải hô hành còn sống cho chung với lãi nè. Bữa nay chắc có vụ mai túi ba gan giống như kỳ đợt đó mà dính ba túi được mấy bạn. Dính mà mình quẩy mình thấy mệt. Dạ đây tay cuối nó đừng vậy lại nhiều quá. Tiếp tục đi thăm mấy tay còn lại có dính mình bấm máy cho các bạn xem nha. Bên này còn con tay nữa hả? Khu vực này mình có dăng tay mà. Nó giờ cả chục tay mười mấy tay không dính. Này có dính. Ờ. Này có máu nè, này do con bị miệp nó cắn bể đầu rồi. Chết hả? Dạ. Mình quay chỗ máu nè. Đây, gắn này mới chết, chết gắn quá to bạn ơi. Bị cắn. Bạn thấy gắn lại hết biết rồi. Biết con gắn lại như vậy nè. Dạ ba. Ờ, nó bị cắn. Vì cắn máu mẹ không mà mình không có quay được nha mấy bạn. À, quay khúc này thôi. Ừ. Thôi. Quay đoạn nó gì vậy? Ừ. Bạn thấy to không? Lãi này từ nửa ký 600 gram nha mấy bạn. Thôi em mình xử lý nha mấy bạn. Cũng như công tác quen thuộc là mấy con kia thôi. Xử lý con này chắc đem về ăn, bữa nay chắc đem về ăn cả sớm chưa hết. Nguyên con hổ hành cả ký lô rồi thêm con gắn lãi nữa. Lãi này to. Rồi để nhờ em mình xử lý đi mấy bạn ơi. Bị bịp nó mổ cái đầu nó móc mắt nó ăn gì máu me không mình không có quay cho mấy bạn xem nha. Rồi còn mấy tay nữa có dính mình bấm máy cho mấy bạn xem cái nào có dính bấm máy. Đây nghe mình xử lý gắn nè. Đi tiếp mấy bạn ơi. Lần này mình có được hai tay dính nãy đó với lần đây còn tay nữa mấy bạn. Tay này cái bên luôn. Lỗi mà mấy bạn thấy sắc rắn mà đi CD không? Chết hết hai con rồi. Chết hai con bự nhất nữa. Thấy con bự bữa nay chết chưa mấy bạn? Chết hai con ngon nhất. Dạ, thứ gì chịu nổi thứ này? Dạ. Ôi, mấy bạn nhìn thấy được à, thứ gì chịu nổi thứ này không bạn? Có hàng mấy bạn ơi. Trời, có vụ ông nội với ông mối nằm đâu đây nữa hả? Dính lứ chứ làm sao? Kìa. Đó. Thấy chuyện lạ chứ mấy bạn? Hành bốc lộng ha. Mà mấy bạn thấy cái đài thuốc chổng của mình nó bị đứt chưa, mình lấy cái cây nổ mình cuột vô dính luôn nha các bạn. Đó, cây nổ dính sát đài cây nổ đó. Cái đài chổng nó gãy đứt rồi. Nè, để mình chỉ kỹ thằng nè, thấy không? Đó, nó đứt nó chuột cắn khúc rồi mình lại lấy một cuộc cái cọng dây ngay cây nổ này vậy mà nó dính ngay đầu luôn nè. Nè, mấy bạn thấy dây đựng chổng không? Tại nó đứt cọng dây đài trên nè các bạn. Ồ, không gắn mối đâu chui vô đây nữa trời. Ừ. Rồi, xử lý nó tao ơi quá đã. Phải con hổ hành kia mình sống một cái nữa bữa nay giàu luôn. Bữa nay là thấy cử này phải lụm dài xị khỏe mấy bạn. Này cũng đỡ nha các bạn. Thôi đem ra luôn, đổi tay lưng mới luôn. Ừ. Tại đằng đó đợt rồi dính con cắn lãi mà nước lút rồi em cuốn bỏ luôn rồi. Nước, ủa, nó cái chuột cắn là nước lút luôn rồi. Chuyến sau nước dịch xuống chặn lại. Tại ta nung nước cỡ này đó, chứ sao nó xuống rồi. Chỗ cái gốc này cây mục không nè, đá quá trời đá. Đã không? Đã không? Ừ. Con này mới dính cho tối. Bóp rộng. Còn quá đẹp. Quá đá mấy bạn ơi.
có hữu hành đi lai gai nha mấy bạn. Hổm nay em có thông báo rồi, đi hổm gà vậy mà. Hổm gà nói chung cử nào mình cũng có con hai con. Nó không phải đi cái một đâu nghe bạn, tại vì mình cái này ngày nào cũng đi thăm chân nó đi vậy là tính ra là mạnh nữa nghe bạn. Này mình không phải như lợp 7 kia nghe bạn, ngày nào cũng đi thăm chân á. Này quá mạnh. Tại cách ngày là nên mình đi thăm ngày, tại vì mình còn luồng kia nữa đó. Như là đi liên tục. Xe tour đi liên tục. Bữa nay giá đây tới cuối dính vậy mình còn mười mấy tay nữa nghe bạn, mười mấy tay đầu dưới nữa. Còn đầu dưới mười mấy tay. Mà cử rồi mình đi thăm mình lên đó bạn, cái tay mười mấy tay dưới nó không dính nghe bạn. Cử này mình có khả năng dính á, nó không dính rồi nó sẽ dính, mà nó dính hoài thì nó hết gắn thì nó không dính nữa. Cử rồi dưới đó không dính nào cho nên cử trước được ba con. Đây. Còn đã không? Đã. Còn đây thì con gắn mối. Tại lý hai con nãy mình nói ủa sao chưa thấy hữu hành dính cặp, mà này dính cặp hữu hành với cái mối. Cho vô, cho vô chung đi. Với gắn lãi đi, để chung với mấy em kia nguy hiểm lắm, cắn banh gắn. Hôm qua được con cũng để chung cắn nước quá trời, cái nước bự cắn hư hữu hành rồi. Quang nước to lắm mấy bạn, nước 700g. Hai con này là bóng động rồi nè, thành quả nãy giờ nghe mấy bạn, số con sống này nghe, trời trời này hơi đốm đốm rồi ha. Tại mấy bạn biết gì không, nó cắn lộn nhau đó. Bạn nó mà còn cắn vậy đó. Bữa nay là cả như là chúng to nghe bạn, đây tới về mà dính nữa là quẩy coi chừng cũng hơi mệt đó. Rồi tiếp tục, nào có dính nữa mình bấm máy nha, còn luồng dưới mười mấy tay nữa mấy bạn ơi. Luồng dưới này dưới bạn có mười mấy tay nha mấy bạn. Đâu rồi, đây mình có một tay này. À, đầu tiên dính mà bộ banh sát nó gì rồi. Trời con nhuyễn cắn là thảm sát. Dính mà nó bị điềm đẹp cái mẫu banh chạnh lên mấy bạn. Banh chạnh hết trơn. Móc ruột gan gì này chắc bị bẹp quá. Bẹp. Này còn tươi mà nó móc rồi kìa. Bỏ đi, mình nãy giờ mồi cũng nhiều rồi. Thằng ơi con nái nó bắn vô mình ra mấy bạn. Rồi, em mình nó xử lý con rắn này các bạn. Mới vô luồng như này mười mấy tay con đầu tiên. Vì con dĩ mổ anh hết biết rắn bự các bạn. Chỗ này chắc gà bìm bẹp dĩ mổ. Bìm bẹp chứ gà đâu ăn rắn. Rồi thôi em mình xử lý các bạn ơi. Mổ cái lòi ruột gan dĩ rút. Đây trong đó mười mấy tay à. Thành quả nãy giờ được nhiêu nha mấy bạn. Cận cảnh cho mấy bạn xem nha. Mấy bạn biết gì sao mà xổ ra gì chạch bành gì không? Là lý do lại quay cho mấy bạn xem là cái cầu đã bị ai dở nghe rồi nha mấy bạn. Ghe vỏ nào đi ngang đây rồi dở dục cái cầu xuống sông đó. Còn có cái tay vịnh không sao đi ngang được. Rồi nghe mình nó sẽ cởi đồ ra nó lội ngang nha mấy bạn. Rồi mình ở đây mình chừng đồ xe cộ đồ đạc nữa. Nên là mình sẽ đưa máy cho anh em mình quay nha. Có dính thì nó bấm máy lại quay cho mấy bạn xem. Rồi dạng này thì nó chuẩn bị cởi đồ ra để lội. Dược xong nha mấy bạn, dược đại dương. Tại cũng còn có cái chục tay gì nữa mà mình không thăm sợ nó chết. Không thăm sợ nó chết ủng nữa. Thà không văng thôi, văng phải thăm để chết ủng lắm. Rồi mình sẽ đưa máy cho anh em mình nó đi cái nào dính nó quay lại cho mấy bạn xem nha. Rồi anh em mình nó sẽ vượt sông thôi. Vượt đại dương luôn. Rồi mình vượt sông qua tới đây nha mấy bạn. Anh mình còn ở bển. Tại do bên đây có mười mấy tay à. Người nào lội qua có ngừng mấy bạn ơi, chứ còn lội qua hai ba ngừng chi cho mệt. Tại bên đây ít lứ. Nãy giờ mình đi 4 5 tay cũng không dính mấy bạn ơi. Ở đây có một tay đây coi coi có không mấy bạn. Ù có thằng này chạy đây. Ba thằng con lãi quá bự nha. Quá to. Trời ơi, hết đi con lãi rồi. Đây, các bạn thấy con lãi chà bá, phải nửa ký 600g nha mấy bạn. Con lãi già đặn. Rồi.
Nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy rồi đó, nãy giờ đâu gần 10 con rắn nữa bạn. Bữa nay đi thăm cử này quá trời trứng mấy bạn ơi. Do nó chết nha mấy bạn, con còn ổ hành bự quá chết cũng quá bạn ơi. Chứ đừng chết nữa, bữa nay dữ lắm, trúng to luôn á. Bữa nay mình quẩy mà biết nặng luôn đó mấy bạn. Từ đầu mùa giờ bữa nay là nói chung một ngày là trúng nhất luôn đó. Thăm có ba mấy 40 tơ lớn mà quá trời dính nè. Đây. Nằm một đống này mấy bạn thấy đã không? Thôi bạn thấy bụng trắng phao, con chà bá này, cái gồ trầu trầu làm nữa ha. Rồi, thôi mình cũng xin tạm ngưng đây nha mấy bạn, do mình đi con mình nên không có quay lại cảnh gỡ được nha mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính nữa thì mình quay cho mấy bạn xem, còn nếu không thì mình trở lại, mình lội kinh trở lại chỗ cũ nha mấy bạn. Rồi, thôi mình tạm ngưng đây mấy bạn ơi. Đây nè, mình đã về tới nha mấy bạn. Được con ngắn lái nha Tâm. Lái bỏ ngoài đó. Rồi gom đồ lên chuẩn bị mấy bạn ơi. Như bữa nay tổng kết chuyến thăm bữa nay nó được nhiêu đó ạ? Con nhiêu con ta? Ngàn cả chục con gì á, hết nhớ luôn rồi. Đây, ba con, sáu con. Đất còn ngóc đậu không ta? Ở trong này còn sống mấy con ta? Còn sống. Ở đây hai con nè, hồi nãy bỏ hết con rồi. Là 9 con. Ở đây ba con nữa nè. 5. Ở đây ba con là 8. Có con là 9. Mày gì mưa ở trong. Sáu chồng nha, lên chừng 3 tắc nước. Bữa nay là 9 con nha mấy bạn. Rồi. Đó, 2 túi luôn nha mấy bạn. Này ba lưới gách lên về mấy bạn ơi. Thôi, lội xong vượt xong đã thành công. Quay trở về đất liền. Quay xong nữa đúng không? Đây quay ông chú này sửa sạn lội xong nữa nha mấy bạn. Đủ nỉ mẹ đậu lội xong đỡ mà nó đậu chọc lóc kìa. Cái đầu nấy mất kêu. Con chậm rồi hả? Ừ. Đó. Ngay đó đó. Đủ mà lấy qua. Rồi chậm nữa. Rồi thôi chào mấy bạn luôn Tâm ơi. Rồi chào mấy bạn luôn nha. Nè, nó chết không nhiêu mấy bạn thấy gì chưa? Bữa nay nó trúng một bữa quá trời mấy bạn ơi, sách không nổi vậy. Rồi thôi cho kính sân bắt sân hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Rồi anh em mình dắt này vô thôi chứ này cũng chưa rồi. Rồi chào tất cả các bạn. Đây cái này máy móc gì đâu lên đây ta. Ờ mấy ông cắt tỏ. Rồi anh em mình đi vô nghỉ ngơi chị. Rồi.